xin kính chào tất cả cô chú anh chị các bạn xem chương trình. Chào đón cả nhà, mình đã quay trở lại cùng với kênh Tisu Chu Du. Tisu đang ngồi ở một cái góc đường cả nhà mình. Góc đường này là góc đường Võ Thị Sáu, với lại đường góc đường này là Phạm Văn Đồng với Võ Thị Sáu cả nhà mình. Hôm nay trời mưa cả nhà, cho nên là ghé vô quán bông giấy. Cái chỗ này là góc đối diện với lại cái đường đi vô cảng Phú Quý ha. Đây Tisu sẽ quay cái 252 nha cả nhà mình, đường Võ Thị Sáu. Đây là menu của quán. Nhưng mà ở đây thì Tisu có hỏi mọi người là lên menu nè. Nhưng mà ở đây đặc biệt là menu lại không có giá, mà mấy chị nói là giá theo thời vụ thôi. Giờ mình hỏi không phải, tại vì em review thì em muốn có giá để mọi người nhìn, mọi người biết dễ ăn á chị, biết không? Ừ. Ví dụ như tôm thì thường thì giá làm sao chị? 100 1.000 một dĩa. Rồi ví dụ ghẹ này, ghẹ thì theo loại em là loại 1, loại 2, loại 3 vậy đó hả? Rồi ví dụ như ghẹ rang me thì là bao nhiêu? Thì một ký là chính xác, Ủa ý là mình có ra dĩa hay là cái này ký? À tính ký ha, ghẹ là tính ký. Rồi thôi ghẹ là tính ký. Còn hào này tính con. Hào tính con. Cái bữa thì hào 23.000, cái bữa thì 25.000 tùy theo con, tùy theo chợ vậy đó. Thì dầm xanh. Dầm xanh cũng ký. Cũng ký. Là bao nhiêu một ký hả? Ký đó có khi 100 mấy tùy theo chợ. Rồi nói chung là tùy theo. Tùy theo mà còn bạch tuộc. Bạch tuộc thì một dĩa thì 90. Về cho một cái bạch tuộc xào lăn nha. Rồi. Mực thì thôi cho qua. Nhưng mà phải hỏi giá chứ, mực bao nhiêu ạ? Mực gì em? Ý là phải tùy một ống thì theo ý như người ta ăn thì một dĩa hay là bán ký? Một dĩa thì tùy theo con á, ví dụ nó con đó 3 lạng, 4 lạng thì nó tính theo lạng rồi nó làm ra dĩa cho em. 150. Rồi em hiểu rồi, rồi. Rồi cho em một cái cơm cháy hành mỡ. Cơm cháy hành mỡ thì 40.000. Cơm cháy hành mỡ nhưng mà chấm kho quẹt á, có không? Có. Vậy cơm cháy hành mỡ kho quẹt. Trà bông gì đó nên cho là có chấm kho quẹt thì mấy chục ạ? 40. Rồi một cái đó nha. Này trứng rồi. Cái này là cái gì? Cái này bắp xào. Bắp xào tép. Bao nhiêu ạ? 40. Để cho một cái bắp xào tép này nữa. Em ăn cá lồ xới mỡ 101.000. Rồi cho em một dĩa cá lồ xới mỡ. Ok. Cá cũng 90.000 dĩa. Rồi gỏi cá gì? Gỏi cá mai. Dạ rồi một gỏi cá mai. Rồi. Đó. Còn xào này? Xào cũng tùy theo ký em thời điểm. Ví dụ bữa nay chị mua được rẻ thì bán em rẻ mà mua. Dạ nhưng mà lãnh là nó là khoảng bao nhiêu? 100 mấy ngàn ký á. Một ký ha. Bữa nay mất. Dạ rồi. Ốc chắc thì 140.000 chỉ ốc vôi. Dạ. Ốc hung thì cá thác lá khổ qua. Cá bóp gỏi. Mình gọi cá mai rồi đúng không? Nãy em gọi cá mai rồi. Này cháo. Cháo hào. Cháo hào. Cháo cá bóp. Cháo hào thì bao nhiêu một tô ạ? Cháo hào khoảng 70.000 đó em, tiền nãy giờ em gọi mấy món rồi ta? Nãy giờ em gọi là cá lồ xương mỡ nha. Dạ. Còn bắp xào tép nha. Rồi. Là 150. Cơm cháy là mấy chục? 40. 40 là 190. Rồi. Gì nữa ta? Nãy gọi gì? Mực không? Có mực không? Dạ không có ăn mực. Ăn cái gì á, ăn cơm cháy chà bông rồi đúng không? Cơm cháy chà bông nè, cá lồ xới mỡ, bắp xào tép. Cái gì nữa ta? Cá mai, gỏi cá mai là 4 món với lại một cháo nữa là 5. Cháo gì? Dạ cháo hào. Cháo hào. Dạ cho cháo hào. Rồi vậy cho ăn cái đó trước đi. Với lại cho một dĩa rau luộc nữa. Rau muốn sao cỏ đi. Không ăn xào đâu, ăn luộc thôi. Ăn luộc. Dạ. Cải nào, rau nào cũng được, cũng rau được. Từ từ, đây có ớt nè, có cá nè. Đây rau củ quả nè. Có đậu bắp không? Có. Dạ cho một cái đậu bắp hấp chấm kho quẹt. Dạ rồi chung cái chén kho quẹt kia. Dạ rồi như đây ăn là 4 người ăn đủ rồi. Cha muốn ăn no luôn. Dạ rồi cảm ơn. Rồi, đây là cô chủ. Cô chủ con bếp. Cô chủ con bếp. Dạ.
Đây cả nhà, mưa xong rồi trẻ con chạy vòng 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 nè. Nấu giùm mới mưa xong mọi người đi nhà thờ ra. Tì Xu đang đi mắc mưa cái xong rồi cái rẽ vô đây gọi đồ ăn luôn cả nhà mình ăn bữa tối. Xong rồi rủ hai cô giáo dạy yoga ra đây ăn tối luôn. Cả nhà biết sao Tì Xu chọn quán này để quay chia sẻ cùng với cả nhà mình không? Tại vì cái quán này đối diện với lại cái đường đi vô cảng Phú Quý. Với lại ở đây họ có cái chỗ check-in rất là nổi tiếng ở Phan Thiết mình đó, cho nên là muốn vô đây review ăn món với giá coi thử sao. Thí dụ mình đi ra chơi Phú Quý thì mình có thể ở gần mấy cái nhà này rồi buổi tối mình bước ra đây mình ăn. Thì con đường này là con đường hải sản nhưng mà Tì Xu lại chọn cái quán này bởi vì nó có cái view đẹp. Rồi ăn thử thức ăn thử coi sao, với lại gần cảng mình đi chơi cũng được. À mà nói chuyện đi chơi cảng Phú Quý, hôm bữa Tì Xu quay xong cái đợt cảng Phú Quý mà Tì Xu quên nói với cả nhà mình một cái như thế này. Đó là khi mà mình ở Phan Thiết, mình bắt cái xe ở từ trong Phan Thiết đi vào trong cảng á, để người ta chở mình đi tới tàu á, là ok, mình gọi xe nào cũng được. Nhưng mà khi mà mình từ cảng mình đi ra ngoài á, cả nhà mình đừng có nghĩa là mình gọi taxi bên ngoài, mình đi ra mình đi taxi bên ngoài á, thì giá nó sẽ theo đúng giá km đồng hồ. Còn nếu mà cả nhà mình bắt taxi trong đó là họ nhìn mặt họ ra giá. Hoặc là mình gọi xe ôm đi, xe ôm trong đó đi thì mình không biết là có phải là hết tất cả xe ôm đều vậy không. Nhưng mà Tì Xu thấy là nó không có được thoải mái trong lòng lắm. Tại hôm bữa Tì Xu đi, Tì Xu thấy gặp cái trường hợp vậy nên là sẵn đây ở đối diện chỗ này. Thì Tì Xu nhớ xịt thì nói lại cái câu chuyện đó cho cả nhà mình nghe. Thì mình đến Phan Thiết thì nó vẫn có Grab. Cái chữ G nè, chữ R, chữ A, chữ B mình tải cái phần mềm đó xuống xong rồi mình booking ngay cái vị trí mình đi á, là họ sẽ đến đón mình. Mình đi như vậy á thì nó dễ chịu mà cũng phải chăng nữa đó. Sẵn nhớ nói đến cái chỗ cảng Phú Quý nhớ sực kể chuyện cho cả nhà mình nghe. Bây giờ thì mời cả nhà ăn tối với Tì Xu nghe. Ở đây cả nhà, quán là ra món ghi rất là đơn sơ giản dị, có nghĩa là 5 món chỉ có 360.000 thôi là ok, uống nước nữa rồi. Dạ cảm ơn ạ. Món cơm cháy nha. Đây, đi xô vào trong bếp luôn nè. Còn cái này là sò nướng. Sò nướng mỡ hành. Mình không có món sò nướng mỡ hành nha. Cái món khác. Không phải, em không có gọi món này. Rồi, đồ ăn đến rồi. Đây là món cơm cháy chà bông. Và đây là món ngà voi chấm kho quẹt. Đây rồi, mời cả nhà thưởng thức. Mời cả nhà, mời mọi người ăn món cơm cháy. Này có thấy cơm cháy không mọi người? Đây là một phần cơm cháy chà bông. Xa thôi, không có đợi gần, có thấy người của chị nói sao. Không biết có nghe không nữa. Chắc có lẽ là có. Bẻ cơm cháy, cuộn vô, chấm kho quẹt. Nhai rớp rớp. Nhai rớp rớp. Có mắt răng không? Không à, ngon giòn. Vỏ bánh nó mỏng lắm. Vỏ bánh nó mỏng. Đây hồi nãy mình vô bếp đó cả nhà. À, bỏ hành hả? Ăn hành cho nó hành hả? Đây mình sẽ thưởng thức nha cả nhà mình. Này họ là mình chở chống dính. Xong rồi cho một miếng này vô. Ở cái muỗng đây nè. Xong rồi cho một miếng cái này là nước mắm kho quẹt, cho một miếng hành vô, tép mỡ đi, nó tép mỡ nè hả. Rồi ăn xong tập cho đã rồi ăn cho đã. Đây cả nhà thưởng thức. Nãy giờ mọi người ăn, mọi người chấm điểm, giờ tới phiên mình. Cái này cơm rất là mỏng giòn ngon nhưng mà cay. Cái nước chấm này rất là cay. Cay lắm. Ai không mặn ăn
nữa, đừng kêu bỡ nha. Ừ, đầy lắm luôn á. Đây là món bình dân thứ hai nha cả nhà mình, ngà voi, ngà voi. Đây là đậu bắp. Đậu bắp mà đậu bắp ở Phan Thiết xứ biển này. À, rất là ngọt. Ngọt, tươi ngọt lắm cả nhà, thôi chấm thôi chứ còn. Đây là đậu bắp. Đậu bắp rất ngon. Đậu bắp ở đây họ luộc vừa chín tới và trái đậu bắp rất là ngọt. Ngọt ha. Ăn rất là ngọt, ngọt giòn giòn. Ngọt giòn giòn. Đó, thưởng thức à, ai cũng thưởng thức liền liền tay hết cả nhà mình. Đó, ngon chưa, ăn là phải thà luôn á. Ừ, đẹp lắm. Bên này đây là trời ơi, hai tay mới chịu quá. Hai tay hai cái hả? Ừ, ăn được mới ngon. À, hả? Nhiệt tình lắm luôn á nha. Đây là món cá lồi xới mỡ. Rồi bây giờ cuốn nha, cuốn cá lồi. Cá đây. Cá lồi. Cá lồi thì đây là xới mỡ hành, còn cái này là mắm nêm, còn cái này là rau sống. Ừ. Giờ đúng cuốn rồi. Nha cả nhà mình. Cuốn cho miếng rau lên. Rồi cho miếng dưa leo lên. Rồi cho miếng cá lồi lên. Cá lồi á, rồi cho hành trước hả? Cho hành trước. Cá lồi đâu? Tìm con cá, tìm con cá đi. Con cá đây, con cá này. Ừ, tìm con cá đi. Rồi cho nó lên cuốn rồi cuốn lại. Đây nè, thử miếng gan cá lồi nè, ăn đi. Ôi nhiều lắm, bể. Ăn thử chấm cái đó mới ngon. Đó, nhưng mà nhiều lắm, cuộn cái đó vô nó rất cuộn á. Này là cô gái đó. Miền Tây ăn món Phan Thiết nè. Miền Tây gái ăn món miền Tây, Trung. Má đỏ hay má hồng. Mày chấm này luôn hả? Ok. Cái mắm này mắm gì ạ? Ấy múc mắm ra. Rồi, cô gái miền Tây ăn cá lồi xoay mỡ của Phan Thiết. Đây, còn một xe hồng cho nó phải cay nè. Cái này ớt nhiều lắm. Ừ, ớt quá ngon, cho bự quá. Rau. Cảm giác sao? Cái gan nó béo ngon lắm. Hả? Còn con cá. Còn con cá xương là sụn nên ăn rất là giòn, sẽ màu sắc giòn. Đang còn nhâm nhi cảm nghĩ kia. Cá lồi thì sụn nhiều. Cá mềm lắm. Ừ hả? Sụn nhiều nhưng mà được cái nó cá béo sụn. Béo không? Béo sụn béo. Béo. Béo béo. Ờ, ok. Xương chủ yếu là sụn mà. Rồi đây. Đó, cái xương của nó sụn không à. Ừ. Cái này ăn không có cảm giác cái miếng cá trong thịt miệng luôn á. Vậy hả? Vậy thôi làm lại cuốn nữa cho có cảm giác cá. Các bạn à làm. Đây. Dạ không không à. Đừng cuốn giùm gì hết. Thôi thôi cậy tình thương mến thương. Có vợ có chồng chăm sóc cho nhau thì cứ ăn đi. Ừ. Thôi mắc cỡ gì mà. Không mắc cỡ. À cầm ý. À người ta đang đưa quay phim á từ chối là quê. Ừ đó. Thấy chưa, tình thương mến thương mà. Chấm mắm mà cả nhà mình. Nói chung là mọi người ăn vui lắm, cuối tuần mọi người gặp nhau vậy là rất là vui. Cái đầu này ăn bỏ miệng luôn hả? Ừ ăn hết đi. Xương nó sụn không mà. Được cái ghim là nó bỏ thì nó không trơn ha. Có xương cứng có xương ăn. Cái cảm giác mà nhai sùng sùng á, sùng 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 sùng. Giờ tới phiên mình nè cả nhà. Thì Su sẽ cho một miếng dưa leo. Rồi cho một miếng rau vàng họ, nó mới thơm thơm. Rồi cho một miếng rau húng này. Rồi vậy thôi được rồi. Rồi cho miếng cá lên. U. Đây là cá. Mà ít quá, cho thêm miếng nữa. Ủa sao miếng nào nó cũng to đùng hết trơn. Tại vì nó chặt á. Đây cả nhà. Con này con lớn. Ừ, con này con lớn họ đây là bắt đầu cuộn vô nha cả nhà. Mình rất là vụng về, mình cuốn cái cuốn là nó bắt đầu nó xì ra rồi ha. Đây là mắm nêm cả nhà mình. Đó, chấm miếng mắm nêm. Đó, chấm miếng mắm nêm vô trong cuộn nha. Ăn
Hôm nay thì để Tư Tư thử làm miếng cá. Cá cũng tươi cả nhà, cá tươi. Không có nghe mùi khai, ăn ngon, cá tươi ngon. Một phần này là 101.000. Cũng ok, rẻ. Đặc sản Phan Thiết gỏi cá mai đây cả nhà mình. Mọi người hay hỏi Tiêu Xu ăn gỏi cá mai ở đâu, cũng không biết ở đâu nữa, nên ra đây gọi anh thử coi sao. Rồi chia sẻ. Cá rào. Cá bỏ lên. Ừ. Nhiều cá vô. Nhìn ớt không à? Không cay đâu. Này là phải có ớt thì nó mới được thử được cái mùi tanh. Ừ. Còn phải tái chanh mà. Đâu có nấu đâu. Cá sống đó hả? Ừ. Cua chàm. Ăn cái này xong rồi lấy nửa bóc miếng gừng ăn vô. Giỡn á, chứ người ta làm đã chín rồi. Ừ, chua vậy hết mà đã. Gái miền Tây ăn cá miền miền. Sao cảm giác sao bạn? Dễ ăn. Ừ, đâu có đau bụng đâu mà sợ. Người chưa ăn bao giờ review được chân thật nhất. Ừ. Sao? Ăn thêm lần nữa. Ăn thêm lần nữa. Chưa ra thì uống thêm uống nữa. Cảm nhận được chưa? Tươi, ngon. Cá tươi không? Ngọt không? Tươi hả? Nước mắm thêm mặn xíu hả? Vậy là miền Tây là ăn ngọt đúng không? Nước mắm phải ngọt ngọt xíu. Ừ. Này là bởi vì miền Tây là ngọt ngào mà. Miền Tây là phải nước mắm thì nó phải ngọt ngọt. Ừ. Nước mắm thì nó thanh mặn. Nhưng mà anh này về Phan Thiết là quê muối. Đây là. Ê chị ăn đi, thôi em không phải ăn. Ủa? Tới cúng ăn đi. Mình đang quay bạn cúng gỏi ăn mà. Rồi cúng đi. À, giờ ta dân miền biển nha. Ờ, đây là dân miền biển chính gốc nè. À, trời ơi, dễ nữa, trời ơi, dễ nó mới chịu kìa. À, cuộn lên. Đó. Sốc lên. Đó, phải sốc lên. À, mấy bà tôi chưa quên trộn nè. Đâu có biết ăn sao đâu. Trộn nó thấm gia vị. Ừ, đó, phải trộn. Miền Tây nó đâu có biết gì. Trộn cá nó chóng mặt rồi mới bỏ vô đó, để nó không có làm cho bụng mình nó đau, biết không? Vậy ừ, phải vậy đó. Ừ. Vô. Để làm lại lần nữa. Cuốn. À cuốn vô. Mày dở nhất cuốn. Trời ơi cuốn. À vợ múc mắm cho chồng đúng không? Rồi thưởng thức. Có đút cho giùm luôn không đây? Chị là phải trộn vậy ha. Không em, cá tươi hả? Mắm hơi ngọt. Ủa vì một người kia mắm hơi mặn, người kia mắm hơi ngọt là sao? Cá vừa ăn. Cá tươi không? Okay, tươi hả? Đó. Ok, rồi giờ mình thử nha, tới khi mình chọn ăn thử. Ừ. Nó không tươi là ăn không được. Thì em nó mình mặn hơn. Ồ, nãy nó không biết ăn cái này mà sao cuốn tới cuốn thứ hai vậy? Hả? Nãy nó không biết ăn món này mà ta. Ờ, mà quốc thứ hai rồi. Quốc tới cuốn thứ hai là sao trời? Thì không biết ăn cho ăn nên ăn cho nó biết. Ờ. Đây cả nhà mình, đây là gỏi cá mai ha. Tiêu Xu chỉ cho có sú chanh không anh? Một miếng cá mai. Là chú cá gà, đây em chạy chú cá gà. Rồi. À, hai miếng cá mai. Ở ớt quá trời luôn cả nhà mình. Ôi mình nói là mình không có biết ghen cho mình không có biết ăn ớt đâu mà sao nhiều ớt vậy? Cái gì nó sẽ cay hành và cay ớt. Thiệt hả? Cay thiệt hả? Không, nó thơm thôi chứ nó có cay không? Không. Ờ chắc nha, chỗ ăn cay không được đâu á. Dân miền Tây kia không biết ăn cay. Rồi đây, cả nhà được kìa. Cái này à. Mình cuộn. Gỏi cá thì nó phải the vậy chứ. Ừ. Chứ mà nó ấy nó không có ác được cái mùi cá. Là mình cũng cuộn, cái cuộn nó cũng nhanh nhỏ cũng được, nhìn nó cũng được, không đến nỗi nào ha. Rồi. Ok. Tắt đi không? Lại gần. Thấy hai người đúng không? Ừ. Rồi bây giờ mình đang chấm. Mày cả nhà ăn gỏi cá mai. Ủa không phải lộn. Điện thoại. Ừ, gỏi cá mai đúng rồi. Mình không phải có một cái món gỏi cá mai ăn với bún nữa. Ở bên đường Nguyễn Văn Cừ đó. Nên mình nhớ sực, mình sợ mình nói lộn. Chị Xu sẽ thưởng thức thử món này nha cả nhà.
nước mắm mặn quá. Mắm hơi mặn. Mắm tốt. À, hơi mặn, hơi mặn. Cá thì vừa ăn. Đúng không? Nấu nữa mình hành dưới lại ớt hơi nhiều nên là cay. Cay lắm cay nhất. Không ăn được ớt. Món này trẻ con ăn không được, chỉ có người lớn ăn được thôi. Trời xa mưa giông này cả nhà, ngồi đây ăn ăn hải sản là ngắm mưa luôn nè. Phan Thiết mình đẹp không? Hoa giấy. Đó. Ngồi nãy giờ cạnh mưa xong tự nhiên giờ mưa tiếp. Mấy cái nồi cháo nóng thiệt là nóng. Ủa cháo này là gọi là cháo cháo hào cả nhà mình đó, hào đó. Trời này ăn cháo nóng rồi cho nó ấm áp trong người. À, rồi bây giờ múc cháo vô chén nè. À, múc cháo vô chén. Ấm áp. Đây cả nhà mình, đây là cháo hào nè, chén này chén của tisu nè. Rồi hào, hành. Hào, hành. Gì? Hào hả? Rồi con hào. Đó, để bây giờ mới thưởng thức. À, hào đá. Đây là hào đá. Đá hả? Ừ. Nhìn nó giống như con hến vậy. Ừ, ừ, nó dị dạng đó đó. Trong đá nó có mấy cái hào dính vô cái họ mới đập 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 ra mới lấy. Đá, ừ. Đá, ừ. Là đúng rồi. Nó đó, cánh hắn đó. Đây cả nhà, trời mưa, trời mưa. Rồi mọi người bên này mưa ướt. Đây là trứng cháo. Trời này nhờ chén cháo nó mới ấm lòng cả nhà mình, không là lạnh lắm. Cái cháo này thì hạt gạo nó nát, con hào thì nó béo béo thơm thơm, hào thì hào tươi. Cái này người nào mà ăn lạc thì sẽ thấy hơi hơi đậm đà chút, còn người nào ăn đậm đà thì thấy bình thường. À. Đây là cái bill mình ăn từ nãy giờ nè. Suối, đậu khang, cơm cháy, gọi cá, đậu bắp, cá lòi, cháo hào, bắp xào. Tổng bill là 470, vẫn 4 người ăn 470 thì người có 120.000 à. Đúng không? Cả nước cả mấy thứ luôn thì giá cũng rất là mềm. Và ở đây là cái chén cháo hào tisu đang ăn nè, thì cô chủ nói là khi nào mà cả nhà mình muốn ăn mà bữa trưa thì gọi trước. À, cô sẽ đi lấy hải sản về nấu trước cho mình, còn buổi chiều tối thì đến chờ cũng hơi lâu á cả nhà mình. Ăn nói chung là này ăn vừa chơi vừa chờ nói chuyện thôi, chứ còn mà ai mà đói bụng mà vô đây ăn thì sẽ rất là dễ nản lòng. Thì các bạn, thì sau xin phép dừng lại cái video clip ở đây ạ. Ở đây là cả nhà mình thấy là chỗ cây hoa giấy ha. Buổi sáng thì ở đây ở thường sẽ có cái cà phê nè. À, mọi người hay đứng ở chỗ này để chụp hình nè, check in nè, cả nhà mình biết chỗ này ha. Thì bây giờ Tisu xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình trong những chương trình lần sau. Bye bye cả nhà.